xin chào cô chú và anh chị đã quay lại kênh nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang lời nói đầu tiên em kính chúc quý anh chị có ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân nha hôm nay em về ấp Đông A xã Nhị Bình huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị và cô chú xem một căn nhà vườn có tổng diện tích là 800 mét vuông trước tiên thì em sẽ giới thiệu về con đường đi cho anh chị mình ở xa mình là nắm cụ thể và chi tiết hơn à, con đường nhựa này rộng à, khoảng là 5m nha anh chị mình là ghẻ trái á, là di chuyển về chợ Đông Hòa quỹ ban xã Đông Hòa khoảng là 1km và cũng trên con đường này anh chị mình à, liên thông ra đường tỉnh lộ 876 và di chuyển về trung tâm hành chính của Vĩnh Kim khoảng là 5km anh chị mình quẹo phải là di chuyển ra quốc lộ 1A khoảng là 2km. Ở đây thì mình có điện, nè nước, wifi có đầy đủ luôn nha anh chị. Và khu dân cư, nhà cửa ở rất là đông đúc, rất là thích hợp cho anh chị mình trồng cây ăn trái Thửa đất mình cách đường nhựa khoảng là 200m thôi. Con đường anh chị mình di chuyển vào là đường đá xanh lộng khoảng là 3 m. Và con đường này á nhà nước đang chuẩn bị khởi công lên là làm đường bê tông khoảng là 3 mét luôn nha anh chị. À, do tình hình dịch COVID-19 nên nhà nước cũng đang tạm ngưng. Và cây cầu nội này, này á, trọng tải khoảng là 1,5 tấn. À, cây cầu gọi là cầu 1 là từ thiện à mai văn tấn. À, từ đây anh chị mình này di chuyển vào bên trong khoảng là 200m thôi anh chị mình này di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ là tới nơi luôn nha anh chị em mời cô chú và anh chị di chuyển vào bên trong xem căn nhà vườn và tham khảo thừa đất luôn nha Rồi, em đã di chuyển tới nơi rồi nha anh chị. con đường này rất là rộng luôn. Anh chị mình có thể di chuyển vào đây là đường xe ô tô 4 chỗ là anh chị mình di chuyển thoải mái luôn nha. Diện tích mình có bề ngang là 20 m và có chiều dài là 40 m nha anh chị. Ở đây thì đất mình thuộc là đất trồng cây lâu năm, chưa có thổ cư. Nếu anh chị mình là có nhu cầu để lên thổ cư bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú lên thổ cư luôn. Đặc biệt hơn trước đất mình cũng có con kinh công cộng khoảng là 3 mét nha anh chị. Kinh này để anh chị mình sử dụng để lấy nước để tưới tiêu cho cây trồng. Trên đất mình thì gia chủ đang trồng dừa cũng khoảng là 7 đến 8 năm rồi nha anh chị đang trong quá trình cho trái anh chị mình mua thửa đất và căn nhà anh chị mình có thể về là anh chị mình hưởng quay lại luôn nha ở đây thì căn nhà của mình hiện quay về hướng Tây nha anh chị và con đường trước đất là đường đá xanh rộng khoảng là 3 mét và cũng trên con đường này anh chị mình có thể liên thông về bàn long cây lại nhị quý khoảng là 2 km đất mình ở đây á, tương đối là cao gáo và bằng phẳng luôn, rất là thích hợp cho anh chị mình trồng cây ăn trái. ở đây thì mình có điện mà nước, wifi có đầy đủ luôn nha anh chị. khu dân cư, nhà cửa ở rất là đông, anh chị mình có thể về trồng cây ăn trái thêm. ở đây thì anh chị mình di chuyển ra đường nhựa hồi nãy em đứng á, khoảng là 200m thôi, anh chị mình di chuyển vào đây là đường ô tô luôn nha anh chị em cũng xin cập nhật thông tin giá bán chính chủ luôn với giá bán là 1 tỷ 800 triệu giá này là anh chị mình thương lượng chính chủ luôn nha nếu anh chị mình có nhà ý anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị và cô chú trực tiếp xem thửa đất này và anh chị mình gặp ngay chính chủ anh chị mình trao đổi về vấn đề việc buôn bán luôn nha. ở đây thì khu vực ở phía trước nha anh chị. gia chủ mình trồng cũng vài cây mai với vài cây kiển thôi. Chút xíu nữa em sẽ di chuyển vào căn nhà bên trong quay cụ thể và chi tiết cho anh chị mình xem luôn nha. Ở đây thì đất mình cặp kinh em thấy cũng rất là thoáng mát luôn căn nhà của mình xây trên phần đất cũng rất là cao nha anh chị hiện căn nhà của mình gia chủ, gia chủ mình chưa có tô nha chỉ cán nền thôi trên căn nhà của mình hiện có một phòng khách hai phòng ngủ và một phòng nấu ăn một bên là phòng vệ sinh nha anh chị anh chị mình có thể về anh chị mình tu bổ lại thêm căn nhà này à, em thấy cũng rất là rộng rãi luôn à, anh chị mình về thì anh chị mình có thể sửa sang lại chút đỉnh à, anh chị mình ở luôn nha à, bên đây thì gia chủ mình cũng làm một cái giường à, cái này gọi là cái giường giả nha anh chị à, xây lên à, anh chị mình ấp gạch làm anh chị mình nằm ngủ à Bên em cũng có nhận à, ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị mình á sang lắp mặt bằng và làm nhà cấp 4, xây hàng gào lên thổ cư Nếu anh chị có nhu cầu bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị à, Đây là khu vực ở phòng khách nha anh chị à, Nhà thì em thấy cũng rất là được Anh chị mình có thể về, anh chị mình tu bổ là thêm nha ở trước cửa mình thì gia chủ mình làm một cái cửa cây nha anh chị và bên hông thì gia chủ mình cũng thiết kế cho mình là một cái cửa sổ để anh chị mình lấy ánh sáng và gió thổi vào đây anh chị rất là mát luôn Đó, để em di chuyển tổng quan rồi em sẽ di chuyển ra phía trước xong rồi ra phía sau à, cho anh chị mình xem ha ở đây thì gia chủ mình là có vô điện nước à, có đầy đủ luôn nha anh chị à, anh chị mình về là anh chị mình sử dụng thôi à, căn nhà này à, em thấy rất là rộng rãi luôn à, khoảng 6 người là anh chị mình ở luôn cũng được luôn nha ở đây là cái phòng ngủ đầu tiên nha anh chị à, cũng đơn sơ thôi à, anh chị mình có thể về à, anh chị mình tu bổ luôn nha đây là cái phòng ngủ thứ hai mỗi phòng thì gia chủ mình đều thiết kế một cửa sổ hết nha anh chị và đây thì ở khu vực phía sau gia chủ mình có làm một cái máy tiền chế phía sau nha anh chị để mình nấu ăn và có thể giặt giũ ở phía sau nha nói chung thì đất mình sạch sẽ không có màu mã nha anh chị còn đây là cái nhà vệ sinh một bên là bồn cầu và một bên là phòng tắm nha nó để em di chuyển ra phía sau quay thật là cụ thể và chi tiết hơn cho anh chị mình xem anh chị mình ở xa không mất thời gian của anh chị về xem đất nha ở đây là cái khu vực mà gia chủ mình nấu ăn nha anh chị đây là cái sàn chén để anh chị mình sinh hoạt ở dưới đây ở đây là mình sử dụng nước là bông ton nha anh chị còn khu vực phía sau thì gia chủ mình cũng trồng cây ăn trái như là dừa chuối cũng rất là nhiều ha anh chị mình có thể về thì anh chị mình À, trồng thêm à, những cây ăn trái. Ở đây thì em thấy à, khu vực này á là lên vườn hết rồi. À, anh chị mình à, có thể về anh chị mình à, trồng dứa sữa nè, à, bưởi nè, hoặc à, nhiều cây loại cây ăn trái khác. Anh chị mình à, có thể trồng được nha. À, ở đây là cái à, khu vực à, ở phía sau của mình nha anh chị. À, diện tích của mình à, ngang là 20, à chiều dài là 40 tổng diện tích của mình là 800 m2. À đất mình ở đây á là thuộc đất trồng cây lâu năm, chưa thổ cư. anh chị mình có nhu cầu để lên thổ cư bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú lên thổ cư luôn nha. À đất mình đầu thì 20, à đuôi thì cũng 20 nha anh chị. À tận là gia chủ mình cắt ca à bán là 800 m. À, hai bên hông mình thì cũng có à, đường nước hết luôn. À, nước à, nôi thì rất là đầy đủ. Ở đây thì à, dùng nước ngọt quanh năm, à, anh chị mình à, yên tâm nha. Ở đây thì à, không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn nha anh chị. À, dùng đất đây thì chuyên về à, là trồng cây ăn trái thôi. À, cái giá này em thấy à, gia chủ kêu cũng à, hơi cao một chút anh chị mình là có thể thương lượng nha với giá bán là 1 ,8 tỷ 8 nha anh chị bên đây thì là cái ranh giới của mình nè ở khu vực này á, em thấy người ta trồng gãy và vườn ở đây thì rất là nhiều luôn ở bên đây là tới giáp canh nha anh chị từ đây thì anh chị mình cắt ngang qua là 20m và chiều dài cao tới cái mí kinh đó anh chị là 40 mét nha. À, diện tích mình là 800 mét vuông. nó căn nhà mình em thấy rất là rộng luôn. Anh chị mình về anh chị mình có thể tu bổ lại thêm nha anh chị. Đó, em thấy cái giá này cũng rất là cao nên là em cũng quay cho anh chị và cô chú ở xa anh chị mình có thể tham khảo và anh chị mình có thể xem ha. Anh chị nhớ like và nhấn nút đăng ký bên dưới và bấm chuông để thông báo những video mới nhất em vừa đăng tải lên. Cảm ơn anh chị đã xem video. Hẹn quý anh chị và các bạn ở những phần video tiếp theo nha.